Nè, phần mộ phía trước nè. Phần mộ bác đây thì cũng hốc trong Táng Thanh Minh luôn nè. Có một miếng dán quan tài rất là to luôn. Không có mục nha. Sau hơn 50 năm mà không mục. Phần mộ này bác Trung Quốc năm 69 nè. Ở cái nhà thấy không? Thấy miếng dán không? Không mục luôn. Hình như đây là cây dầu sao nè. Đây này, miếng dán này còn nguyên luôn nè. Không có mục luôn. Có nhiều người đem cái miếng dán về làm cái con cơ cầu cơ số nha cả nhà. Và có nhiều cái câu chuyện cỡ thì cũng rất là tâm linh luôn á. Có cái ông ở xóm á, ông lợp cái miếng gỗ quan tài này, ông về làm con cơ, ông đi cầu cơ số á. Nhưng mà chưa cầu thì chủ của ngôi mộ đến đồi nha. Ông phải lật đật đem trả lại nha cả nhà. Cái chuyện tâm linh thì có nhiều cái chuyện rất là đáng sợ nha. Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại bố đang có mặt tại nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng hôm nay thì một buổi sáng mùa hè nha. Năm 2024, bố cũng có mặt tại nơi này. Bố sẽ tiếp tục quay lại toàn cảnh khu nghĩa trang này. Bố sẽ gửi đến cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip. Sáng hôm nay thời tiết tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũng như trong khu nghĩa trang này, trời thì cũng rất là nắng ấm nha. Sau nhiều tháng phát quang, hôm nay thì cây cỏ và bụi rậm cũng phát triển lên rất là cao nha cả nhà. Che khuất những cái phần bia mộ của các bác các chú tử sĩ nè. Khu này thì khu chôn cất tử sĩ năm 1972 nha, nằm trong khu bơ. Khu này thì đất ở đây rất là tốt luôn, độ ẩm rất là cao. Sau những ngày những có những cái cơn mưa cho nên cây cối phát triển rất là nhanh. Và những cái phần mộ của các bác các chú tử sĩ thì vẫn còn nằm đây. Bữa mong sao gia đình cũng biết đến khu nghĩa trang này và mau đến đây tìm lại những cái phần mộ của các bác các chú tử sĩ và đưa các bác các chú về đoàn tụ với gia đình. Khu này thì cây cối cũng mọc xung quanh mộ cũng gần che kín những cái phần bia mộ của các bác nha. Cũng như cái phần mộ này nè. Mới đây mà cây cối thì cũng cũng che kín cái phần bia rồi. Khoảng tầm khoảng vài tháng nữa thì có thể che khuất những cái phần bia mộ của các bác nha. Này, cả nhà thấy không? Rất là nhiều những cái phần bia mộ này. Cây cối phát triển rất nhanh. Che phủ phần bia nha. Trong khu nghĩa trang này bố thấy cũng có nhiều cái cột dấu mốc cột đỏ này. Bố nghĩ sẽ chính quyền cũng bắt đầu đầu tư cái dự án gì đây nè. Có cột mốc nè. Xa xa thì cái hàng rào của người dân ở nơi đây xây dựng trong ngay khu đất của mình nha. Nghe nói thì ngôi nhà trước kia cũng xâm chiếm đất của nghĩa trang, cho nên là chính quyền cũng đến đây cũng phá bỏ đập bỡ rồi. Hiện tại thì khu nhà này không có còn người dân sinh sống nha. Còn đây là trong góc nè, trong góc khu nghĩa trang khu bơ này, khu chôn cất tử sĩ năm 1972. Khu này trong tháng Thanh Minh vừa qua cũng có rất nhiều gia đình đến đây nhận mộ và đưa các bác về đoàn tụ với gia đình nha. Đây này, cũng như cái khung mộ này nè. Mới đây mà cũng cây cối cũng mọc và bao phủ cái phần mộ rồi. Bộ sẽ cũng thường xuyên quay lại toàn cảnh khu nghĩa trang này. Bộ sẽ gửi đến cho cả nhà xem. Chứ bữa cười thì cũng không bỏ các bác nha. Bữa mong sao những hình ảnh này sẽ đến
đến gửi đến cho những cái gia đình có các bác các chú tu sĩ, và gia đình cũng đến đây nha. Đây này, trong đây thì cũng có hai cái ngôi mộ gò đất rất là cao. Ngôi mộ này thì ngôi mộ của người dân nha, sau khi bỏ hoang á, sau khi nghĩa trang của quân đội bỏ hoang thì người dân cũng đến đây cũng chôn cất nè. Những ngôi mộ này thì cũng chôn cất lâu lâu rồi nha, lâu nha cả nhà. Cùng phía trước thì có một cái hồ nước. Mấy tháng trước hồ này rất là sâu nha, nhưng mà hôm nay thì cũng cạn khô rồi. Đây thì cũng có một cái khung mộ này, khung mộ gia đình cũng cũng hốt cốt rồi nha. Khung mộ này thì xây rất là khá là kiên cố luôn nè, rất là sâu luôn nha. Có nhiều gia đình có gọi hỏi bửu thì sau khi 50 năm chôn cất, những cái phần mộ này, cái dáng quan tài còn không, một chút xíu nữa bửu sẽ đến, bửu sẽ quay lại một cái phần mộ được gia đình hốt cốt rồi vẫn còn dáng quan tài nha, bửu sẽ gửi đến cho cả nhà xem. Còn đây là một cái phần mộ này, bửu cũng thường xuyên quay cái phần mộ này cho cả nhà xem này. Khung mộ này thì rất là tội luôn, phía dưới thì đó không, lùm cây rất to này, che khuất cái phần bia và cái phần đầu của ngôi mộ này, cho nên cái phần mộ này bộ nghĩ rất là tội luôn á. Phía trước thì có một ụ gò mối, còn phía sau thì có một gốc cây to chắn ngang cái phần đầu của cái phần mộ này, rất là tội nha cả nhà. Còn bia thì ổ gà mối này cũng không nhận ra tên của bác nào nữa. Trong khu này thì cũng có cái phần mộ của gia đình nhận ra rồi, phần mộ của bác Võ Ruộng kia nè, Võ Ruộng kia nha, nhưng mà sao cũng gia đình cũng không có đến đây đưa cái hài cốt của bác về độc tụ với gia đình. Còn cái phần kia mộ kia thì trong Thanh Thanh Minh á, cô bác ở trong miền Tây cũng ra đưa bác về độ tuổi lên rồi. Này này, khu này thì cũng rất nhiều cái hố nha, hố ngày xưa lấy cốt quá. Khu này mới đây mà cũng cây cỏ mà cũng um tùm rồi. Còn những ngôi mộ này thì rất là mát nha, được tọa lạc dưới bóng cây rất là mát. Còn cái phần mộ này thì trên cái phần mộ có những cái cây trà là, nhưng mà cũng chặt phá bỏ, cây chết rồi. Những cái phần mộ này thì trong tháng mấy tháng trước bự cũng có tùng tu lại nha, cho nên những cái phần bia mộ này rất là rõ ràng. Chia bia hết rồi, mới đây mà chia bia hết rồi. Cả nhà biết là loại ho đây ho gì không? Ho đây là thường là ho cất lợn nè. Ho đây cũng trị bệnh nha cả nhà. Trong này thì loại hoa rất là nhiều luôn á. Bộ sĩ vừa đến thì bộ sĩ quay lại một cái mộ hốt cốt rồi, lộ lên những cái miếng dán quan tài nha, sâu hơn 50 năm mà không có mục nha cả nhà. Đây này, đường vô địa vực cũng trở nên âm tầm rồi nha. Đây thì cũng có một cái phần mộ cũng hốt cốt rồi nè,
Bác đây ở trong à, có chờ trong nguyên phần cốt có một cái bọc nhựa này. Bác đây ở miền Tây luôn nha, mình cũng không có nói tên nha. Cũng rất là hên, những cái mộ này sát bên cái hồ nước á. Nè, phần mộ phía trước nè, phần mộ bác đây thì cũng hốt trong đám thanh minh luôn nè. Có một miếng dán quan tài rất là to luôn, không có mục nha, sau hơn 50 năm mà không mục. Phần mộ này bác Trung Quốc năm 69 nè, ở cái nhà thấy không, thấy miếng dán không, không mục luôn, hình như đây là cây dầu sao nè. Đây này, miếng dán này còn nguyên luôn nè, không có mục luôn. Có nhiều người đem cái miếng dán về làm cái con cơ cầu cơ số nha cả nhà, và có nhiều cái câu chuyện cỡ thì cũng rất là tâm linh luôn á. Có cái ông ở xóm á, ông lợp cái miếng gỗ quan tài này, ông về làm con cơ, ông đi cầu cơ số á, nhưng mà chưa cầu thì chủ của ngôi mộ á, đến đồi nha, ông phải lật đật đem trả lại nha cả nhà. Cái chuyện tâm linh thì có nhiều cái chuyện rất là đáng sợ nha. Đi phần mộ này, còn cái phần mộ này thì bữa hốt cốt á, hốt lên thì phần đầu mộ này không còn xương, chỉ còn đất thôi nha, do khu này nằm chỗ đất thấp á, cho nên phần hủy cao cho xương không còn. Và trong khu này thì cũng có rất nhiều bà con cũng đến đây hốt cốt trong tháng tân minh nha. Cũng như phần mộ phía trước mày cả nhà thì vua bác cái Tuy Hòa cũng hốt cốt ở trong tháng tân minh luôn, và rất nhiều những cái phần mộ của các bác các chú gia đình chưa nhận ra, rất nhiều luôn. Cây cối thì cũng phát triển rất là nhanh, còn các bác thì cũng nằm đây rất là lạnh lẽo hoang tàn nha, sau hơn 50 năm. Còn có nhiều cái phần mộ thì cũng như những cái phần mộ đây nè, mất cái tấm bia nha, không biết các bác các chú nằm phía dưới là tên gì, rất là tội luôn. Đây nè, đây là những phần mộ mất bia rất là nhiều. Khu này thì có rất nhiều những cái phần mộ mất bia nha cả nhà. Đây nè, những cái phần mộ sát bên đường luôn, mất bia nhiều. Đây nè, không, cả nhà thấy đâu còn bia ở đâu. Làm sao biết các bác các chú ở dưới tên gì? Có nhiều gia đình ngày xưa thì cũng biết các bác các chú chôn cất tại khu nghĩa trang này, nhưng mà ngày hôm nay đến đây tìm lại thì không có biết các bác các chú nằm ở đâu nha. Do trong khu này cái lượng bia mộ, những lượng bia thì gãy vỡ rất nhiều, cho nên không nhận dạng được cái phần mộ nào phần mộ của gia đình. Cả nhà thấy nhiều không? Khu này thì hơn 2.000 phần mộ, nhưng mà những cái phần mộ mà gia đình nhận ra thì không bao nhiêu hết nha. Còn bên đây thì khu chôn cất tử sĩ của các tử sĩ năm 74 năm 75 này, khu này tầm khoảng 30-40 phần mộ thôi nha. Nhưng mà bố thấy cũng trong tháng thanh minh vừa rồi cũng không thấy gia đình đến nhận mộ, hình như gia đình của các bác các chú chưa biết các bác các chú nằm tại khu này. Không khí trong nghĩa trang thì cũng vắng lặng cũng như mọi ngày thôi nha, cũng rất là bình yên. Sau năm tháng nhiều tháng phát vàng thì hôm nay những cái cây trầu của cây bạc hà nảy lên cao, bà con cũng đến đây cũng tỉa gọn lại một như bụi cây như thế này, thì bà con đỡ lại khoảng 4-5 cây thôi nha, để cho phát triển á. Những cây bạc hà này thì cũng có rất là giá trị một kinh tế nha, bán gỗ nha cả nhà, nghe nói thì 1.000.000 mấy 1 tấn gỗ á, rất là cao, cho nên bà con cũng chăm sóc rất là kỹ nha, thường xuyên phát trầu nè. Và trong khu này thì cũng có rất nhiều những cái phần mộ của các bác các chú tư sĩ,
gia đình chưa nhận ra, rất là nhiều luôn á. Rất là nhiều. Khu này thì trùng cất năm 68, năm 69 nha. Còn cái phần mộ đen đen này thì cũng gia đình nhận ra rồi nè. Sơn lại chữ màu đen nè. Bộ sẽ đi một vòng xung quanh khu nghĩa trang này. Bộ quay lại cho gia đình và cả nhà xem. Bộ ra đường nè. Chỗ quá tải đi, quá tải đi, mời vô anh Hải nha, ở trong gần cái trang này đi lấy đồ ăn gì chở heo á, chở quá nhiều, chở quá nặng luôn. Đường đi vào thì rất là mát nha, đường này rất là mát luôn. Ngày xưa khu này thì cũng rất là hoang tàn luôn, như một khu rừng, nhưng mà hôm nay thì cũng được phát quang gọn gàng sạch sẽ rồi nha. Bia mộ thì cũng được sơn sửa tùng tu lại rất là rõ ràng. Khu này ngày xưa thì những cái phần bia mộ gãy rất là nhiều luôn nha, nhưng mà team bữa qua những mạnh thường quân cũng tùng tu sửa chữa lại cho đến ngày hôm nay thì cũng rất là đẹp luôn. Bữa cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh này, bữa gửi đến cho cả nhà xem và chúc cả nhà sớm nhận ra những phần mộ của người thân yêu mình và mau đến đây đưa các bác các chú vừa đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách nha. Hiện tại trong khu nghĩa trang này thì bên bữa á, nhiều bữa tìm lại tầm khoảng 10 phần mộ nữa nha. Gia đình cũng nhờ bữa tìm, bữa cũng tìm ra 10 phần mộ rồi. Nhưng mà gia đình thì cũng hẹn bữa trong một ngày sớm nhất, gia đình sẽ đến đây viếng mộ các bác và đưa các bác vừa đoàn tụ với gia đình. Sau khi mà tìm lại được những cái phần mộ của các bác các chú và gọi điện thoại cho gia đình, gia đình rất là vui mừng nha. Sau nhiều năm tìm kiếm không có được á, và lúc mà tìm ra những cái phần mộ của người thân mình, gia đình rất là vui luôn. Khu này thì cây to không có. Khu này những cái cây cây bụi thôi nha. Ngày hôm qua thì cũng có một cái gia đình cũng đến đây hút cốt cái phần mộ của bác này nè, đưa vừa cam ranh đồn tụ nè. Phần mộ này thì đây, đưa vừa cam ranh nha. Nhưng mà gia đình thì không có, gia đình không có cho bữa quay cho cả nhà, cho nên bữa không có quay. Gia đình ông bác này thì theo đạo Công giáo. Trong này thì những cái cây lùm cây bạc hà mới đây mà cũng nảy rất nhanh luôn rồi. Chú, đây có cái ụ gò mối rất to luôn. Ụ gò mối này cũng râu năm lắm nè.
Khu đây thì khu trung cấp B2, B2, B3. Còn những phần mộ này thì bác Tiêu Cam Ranh cũng hốt trong Trấn Thanh Minh. Còn phía trước kia thì phần mộ của bác đến từ Đà Lạt này cũng hốt cốt rồi nè. Thì phần mộ bác Đà Lạt nè. Còn trước mặt cả nhà là khu chôn cất tử sĩ năm 1973 này. Trước lên sườn điện của cô Nga trong khu nghĩa trang này nè. Khu này mới đây cây cối thì cũng mọc lên âm tùm rồi. À, cây cối mọc lên cũng âm tùm. Trong khu nghĩa trang thì cũng có nhiều cái phần mộ cũng gia đình nhận ra rồi nha, nhưng mà cũng chưa đúng ngày gì đâu. Gia đình cũng chưa đến đây, đưa các bác các chú vừa độ tuổi với gia đình. Bỗng hôm sau có rất nhiều gia đình đến đây nhận mộ nha, và đưa vừa các bác vừa đồng tuổi với gia đình, đó là điều mà bỗng mong muốn nhất. Còn đây là cái phần mộ của bác tử sĩ này, có cấp bậc cao nhất trong khu nghĩa trang này này. Nghe nói đại tá phi công nha, trong sau khi bác tử trận chôn cất ở đây, nhưng mà vài năm sau thì gia đình cũng đến đây đưa bác vừa đồng tuổi với gia đình. Phần mộ này thì hốt cốt lâu rồi. Đại tá phi công nha, khu mộ này rất là to luôn, kiên cố, cấp bậc lớn nhất ở trong khu nghĩa trang này này. Còn cái phần mộ này thì bác ở miền Tây nè, cũng hốt cốt rồi, trong tháng thanh minh rồi. Có lẽ bố sẽ kết thúc video tại đây. Bố chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình. Chúc cả nhà sớm nhận ra những cái phần mộ của người thân của mình và mau đến đây đưa các bác các chú vừa đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm xa cách. Bye cả nhà.